Thông tin từ báo Đời Sống và Pháp Luật, bên cạnh việc tiếp tục gây ra tổn thất cho lực lượng Ukraine, Nga đang tích cực chuẩn bị cho hoạt động phản công mạnh hơn, đẩy đối phương ra khỏi lãnh thổ. Hãng thông tấn TASS thông tin, trong ngày qua, quân đội Nga đã ngăn chặn nỗ lực vượt biên của Ukraine ở khu vực Novibud. Lực lượng vũ trang Nga cũng đã đẩy lùi ba cuộc phản công của quân Ukraine nhằm vào khu định cư Alexandrivka, Novoivanovka và Plekovo các đơn vị thuộc cụm tác chiến phương Bắc của Nga tiếp tục các hoạt động tấn công, đánh bại quân đội Ukraine tại các khu vực định cư Dadyino, Zelenysliak, Nikniklin, Novo-Vanokka và Plekovo. Quân đội Nga tấn công vào nhóm quân nhân và thiết bị của Ukraine ở vùng Kurs. Máy bay tấn công lực lượng dự bị của Ukraine ở khu vực Sumy trong ngày 25 tháng 10 Ukraine được cho là đã mất hơn 300 quân, 10 xe bọc thép gồm 1 xe tăng, 1 xe bọc thép chở quân và 8 xe chiến đấu bọc thép cũng như 3 khẩu pháo, 5 súng cối, 3 xe và một hệ thống tác chiến điện tử. 4 quân nhân Ukraine đã đầu hàng với tư cách là tù binh chiến tranh. Kể từ khi bắt đầu giao tranh ở vùng Kursk, Kiev đã mất hơn 26.550 quân nhân, 177 xe tăng, 93 xe chiến đấu bộ binh, 105 xe bọc thép chở quân. 1003 xe chiến đấu bọc thép, 686 xe, 229 khẩu pháo, 38 bệ phóng tên lửa đa nòng, bao gồm 9 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất. Trong khi đó, nhà phân tích quân sự Yuri Podolyaka cho biết có một sự tạm lắng tạm thời ở hướng Kursk sau một loạt các cuộc tấn công và phản công giữa quân đội Nga và Ukraine. Tuy nhiên, sự tạm lắng này có thể chỉ là điềm báo cho một làn sóng tấn công mới. Ông Podolyaka lưu ý, sau các cuộc giao tranh tích cực, cả Nga và Ukraine đã ổn định mặt trận ở phía bắc khu vực Kursk. Quân đội Nga đã không đánh bật được Ukraine khỏi các khu định cư là Leonidov và Viktorovka, trong khi quân đội Ukraine cũng không đánh bật được các đơn vị Nga khỏi Zelenysliak và Ivanovka. Điều này cho thấy cả hai bên đã củng cố vị trí của mình và tiếp tục xây dựng lực lượng để có thể tiếp tục tiến công. Tình hình ở các hướng tiếp cận phía Nam và phía Đông quận Gia vẫn tương tự. Quân đội Nga đang củng cố các vị trí của họ trên các tuyến đã kiểm soát trước đó. Theo tình báo Nga, quân đội Kaina đang chuẩn bị cho một chiến dịch phòng thủ kiên cường ở Gia. Ông Podol Yaka nhấn mạnh rằng quân đội Kaina dường như vẫn quyết tâm giữ vững các vị trí của mình ở Kursk và đang chuẩn bị cho các trận chiến khốc liệt với lực lượng Nga ở khu vực này sự tập trung lực lượng của cả hai bên trong phần này của mặt trận cho thấy rằng những trận chiến mới là không thể tránh khỏi. Theo ông Podolyaka, tình hình hiện tại ở hướng Kursk có thể phát triển thành một cuộc đụng độ quy mô lớn. Kết quả của nó sẽ phụ thuộc phần lớn vào mức độ chuẩn bị của các bên và các quyết định chiến thuật của họ. Thông tin từ báo Dân Chí cho biết, để tiến hành chiến dịch đột kích vào vùng Coss của Nga, quân đội Ukraine đã sử dụng những đơn vị chiến đấu hạng nặng át chủ bài nào ở mặt trận này. Vào mờ sáng ngày 6 tháng 8, khu vực hai quận Suzansky và Korenevsky thuộc tỉnh Kurs của Nga bỗng âm âm vang lên tiếng súng nổ, sau đó là cuộc đột kích thành công vào khu vực này của quân đội Ukraine, AFU. Ngay lập tức, Moscow đã điều động quân chính quy đến tiếp viện. Đội hình vũ trang hạng nhẹ của Kiev phải chịu áp lực rất lớn trước lực lượng chính quy đối phương. AFU buộc phải tung các đơn vị cơ giới hạng nặng vào chiến đấu. Nhưng mục đích lúc này không chỉ chống lại đòn phản công của Nga, mà còn muốn tạo ra một bước đột phá khác. Hơn một tháng trước, khi nói về cuộc tấn công Kursk của Kiev, giới quan sát đã đưa ra nhận xét khách quan rằng nếu quân đội Ukraine tiến khi thuận lợi, dừng khi khó khăn và rút lui nhanh chóng, thì có thể tận dụng được lợi thế và cũng không ảnh hưởng nhiều đến toàn bộ cục diện chiến trường như hiện nay. Nhưng miếng mồi cốc hấp dẫn và Kiev không muốn buông, thậm chí họ còn tính toán là vật trao đổi ngang giá trong các cuộc đàm phán tiếp theo với Moscow. Kể từ đó, họ tiếp tục tăng quân và tung vào đây phần lớn lực lượng cơ động mà họ có như một ván bài chơi tắt tay. Tuy nhiên, quân đội Nga RFAF cũng tăng cường quân chiến đấu hạng nặng và hỏa lực khiến cuộc tấn công của quân đội Ukraine bị đình trệ và bị đẩy lùi. Hiện ở mặt trận cốt, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã tung vào đây các đơn vị chiến đấu tinh nhuệ hạng nặng sau. Lữ đoàn xe tăng số 1 Đây là một trong hai lữ đoàn xe tăng mà AFU đã chuẩn bị trước chiến tranh khi bắt đầu xung đột nổ ra. Lữ đoàn xe tăng 1 đóng quân ở Chernigov, sau đó, đơn vị được chuyển đến mặt trận Zaporizhia trong cuộc phản công mùa hè năm 2023. Dù vậy, trên thực tế, lữ đoàn xe tăng 1 chỉ làm lực lượng dự bị cơ động. Tuy thành tích chiến đấu không nổi bật, nhưng hiện tại, đơn vị được điều động đến mặt trận cốt có thể nói là trở lại chiến trường xưa. Điều đặc biệt thú vị là lữ đoàn được huấn luyện để tiếp nhận sử dụng xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A4. Tuy nhiên, khi ra chiến trường, họ vẫn sử dụng xe tăng T-64 và T-72 thời Liên Xô. Lữ đoàn xe tăng số 17 Đây cũng là một trong hai lữ đoàn xe tăng dự bị chiến lược cơ động được quân đội Ukraine thành lập trước xung đột. Đơn vị đã tham gia một loạt trận đánh lớn và khốc liệt ở chiến trường Đôn Bát và Bắc Mút. Sau khi nghỉ ngơi và bổ sung quân số, vũ khí trang bị, lữ đoàn được điều đến Abdiivka làm lực lượng dự bị. Sau khi mặt trận cốt mở ra, đơn vị này được nhanh chóng điều đến tăng viện cho mặt trận này. Mặc dù đã tham gia cuộc chiến ở mặt trận phía đông từ lâu, nhưng lữ đoàn xe tăng 17 không nhận được loại xe tăng nào của phương Tây mà vẫn sử dụng hoàn toàn vũ khí thời Liên Xô. Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới 21 Đây là một trong những lữ đoàn được thành lập mới vào đầu năm 2023 theo chuẩn NATO của quân đội Ukraine. Số xe tăng STRV-122 phiên bản Leopard 2A5 và xe chiến đấu bộ binh CV-90 của Thụy Điển viện trợ ban đầu đều thuộc lữ đoàn này. Về vũ khí trang bị, lữ đoàn bộ binh cơ giới 21 có thể so sánh với lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 và lữ đoàn xung kích đường 082 cũng đang ở mặt trận cốt nhưng xe tăng STRV 122 của lữ đoàn chỉ có 10 chiếc và 50 xe chiến đấu bộ binh CV90. Trong quá trình chiến đấu từ khi thành lập, hầu hết xe tăng STRV 122 đều bị thiệt hại, lữ đoàn được bổ sung thêm một số chiếc Leopard 2A6 của lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 chuyển sang. Còn xe tăng chiến đấu bộ binh CV90, ngoài số bị thiệt hại thì phải san sẻ một phần cho lữ đoàn bộ binh cơ giới 93. Hiện với số vũ khí của phương Tây còn lại, chỉ đủ để lữ đoàn trang bị cho một tiểu đoàn tăng cường, các đơn vị khác chỉ là bộ binh nhẹ. Lữ đoàn bộ binh cơ giới 41 Lữ đoàn này cách đây mấy tháng chiến đấu ở mặt trận New York-Torres, nhưng đã bị cụm quân trung tâm của Nga đánh cho tan tác ở thị trấn New York. Không hiểu tại sao, lữ đoàn lại có can đảm tham gia chiến dịch COS-2.0 với tư cách là một đơn vị mới bị đánh tê liệt và phải rút lui. Trên thực tế, khi các lữ đoàn của AFU tham gia các hoạt động chiến đấu phòng ngự, họ ít khi được chi viện hỏa lực bằng vũ khí hạng nặng của cấp trên. Cơ bản Ukraine dựa vào số lượng binh lính để lấp đầy chiến tuyến. Một số lữ đoàn thậm chí chỉ có thể sử dụng xe dân sự vì trang bị của họ dần cạn kiệt mà không thể bổ sung. Lữ đoàn bộ binh cơ giới 41 cũng là lữ đoàn được thành lập mới vào đầu năm 2023 và trang bị toàn là những vũ khí có từ thời Liên Xô của Ukraine nên việc họ thất bại ở thị trấn New York không có gì đáng ngạc nhiên. Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 Tất nhiên, đơn vị này quen thuộc hơn và cũng là nắm đấm thép, có trang bị tốt nhất của quân đội Ukraine. Tuy nhiên, do chiến đấu dài ngày ở những chiến trường ác liệt như Robotin hay Abdiivka, nên vũ khí trang bị hạng nặng của họ đã bị hao hụt nhiều. Lữ đoàn hiện chỉ còn lại khoảng 10 xe tăng M1A1 Abram của Mỹ viện trợ, Tuy nhiên, số xe chiến đấu bộ binh Bradley M2A2 được ưu tiên trang bị cho lữ đoàn này nên họ hiện sở hữu nhiều nhất. Để tăng thêm lực lượng trang bị hạng nặng ở mặt trận cốt, Kiev đã phải điều lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 tới đây chấp nhận để thủng lỗ chỗ trên hướng Pokrov mà đơn vị đang chấn giữ. Tất nhiên, tình hình của đơn vị này cũng gần giống như các lữ đoàn trên khi không được trang bị đầy đủ vũ khí hạng nặng, thậm chí việc dồn dịch trang bị giữa các đơn vị khiến xe chiến đấu bộ binh của lữ đoàn 47 còn không có thời gian để thay đổi các ký hiệu chiến thuật. Cho dù mỗi lữ đoàn hạng nặng của Ukraine ở mặt trận cốt hiện nay có thể tập hợp 30 đến 40 phương tiện chiến đấu bánh xích hạng nặng, nhưng với địa hình thảo nguyên tương đối bằng phẳng lại không có ưu thế trên không. Do vậy, các phương tiện cơ giới của AFU đã nhanh chóng bị các loại hỏa lực của Nga tiêu diệt hoặc gây thiệt hại đáng kể. Việc mất đi một số lượng lớn vũ khí hạng nặng sẽ khiến lực lượng Kiev gặp bất lợi trong các cuộc tấn công đột phá trận địa, đặc biệt là khi AFU mở hướng tiến công vô hồi vào Glutkovskido Trước sự tấn công bằng bom lượn và hỏa lực pháo binh của Nga, quân đội Ukraine tiến công trên hướng này đã bị thiệt hại nặng nề trong chiến đấu và thậm chí phải bỏ lại một lượng lớn vũ khí, trong đó có cả xe chiến đấu bộ binh CV-90 hiện đại. Việc quân đội Ukraine đưa các lữ đoàn cơ giới hạng nặng tới biên giới Nga không hẳn là một ý tưởng hay khi công tác bảo đảm hậu cần trong điều kiện bị hỏa lực đối phương đánh phá ác liệt lại càng thêm khó khăn. Ưu thế trên không cũng là một vấn đề. Nếu không làm tốt, sẽ trở thành mục tiêu cho lực lượng Moscow. Thông tin từ báo Dân Chí, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết lực lượng Moscow đang tấn công và chiếm ưu thế trên toàn chiến tuyến Ukraine. Tổng thống Putin trả lời phỏng vấn trong chương trình 60 Minutes phát sóng trên kênh Russia 1 ngày 25 tháng 10. Các hoạt động tấn công của Nga có đang được tiến hành dọc theo toàn bộ chiến tuyến không? Vâng, điều này hoàn toàn đúng. Cường độ tấn công ở mỗi khu vực không giống nhau. Ví dụ, cường độ thấp hơn ở hướng khê sân vì tiền tuyến ở đó ổn định, mặc dù vẫn có những thay đổi nhất định mọi chuyển biến đều có lợi cho quân đội Nga. Ông Putin khẳng định lực lượng Nga đang hoạt động theo mọi hướng ở tiền tuyến Ukraine. Ông nói, ở các nhóm quân phía Nam và phía Đông, các binh sĩ đang chiến đấu, tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng sử dụng thiết bị hiện đại, cũng như phản ứng nhanh khi đối phương sử dụng cùng thiết bị. Chủ nhân Điện Kremlin cho biết thêm, kinh nghiệm thu được và tiềm năng ngày càng tăng của ngành công nghiệp quốc phòng Nga, bao gồm cả những đổi mới đang được phát triển theo sáng kiến riêng, cũng tạo điều kiện thuận lợi cho quân đội Nga tiến công. Tổng thống Putin nhấn mạnh, nhìn chung, quân đội Nga đang đạt được tiến bộ trên khắp chiến tuyến kéo dài, trong khi Kiev không đạt được gì, song cả Kiev và các nước phương Tây đều không sẵn sàng chấm dứt chiến sự. Đề cập đến chiến dịch của Ukraine tấn công vào tỉnh Cốt, Tổng thống Putin nói, khoảng 2.000 binh sĩ trong các đơn vị của Kiev đã bị bao vây, cô lập và dường như không biết tình hình của họ tồi tệ đến mức nào. Ông Putin cho hay, chúng tôi nhận thấy rằng những người bị bao vây thậm chí còn không biết rõ rằng họ đang bị bao vây. Theo thông tin mà chúng tôi có được, nguyên nhân là do khả năng chỉ huy và kiểm soát ổn định lực lượng quân sự của Ukraine đã không còn. Aviapro dẫn thông tin từ kênh Telegram Military Informant nói rằng quân đội Nga đang siết vòng vây lực lượng Ukraine ở khu vực Olgovskoye Grob của tỉnh Kursk. Quân đội Ukraine bị bao vây sau khi mất kiểm soát đường cao tốc 38K030 nối Rinska với Korenevo và ra tuyến tiếp viện binh sĩ và đạn dược chính Kết quả là binh sĩ Ukraine tập trung trong một khu rừng, bị cô lập và cũng không thể rút lui. Nỗ lực của Ukraine nhằm giải vây cho các đơn vị của mình gặp trở ngại khi Nga kiểm soát hỏa lực khu vực này. Kiev hiện chưa bình luận về thông tin trên. Trong khi đó, cơ quan tình báo quân sự Ukraine cáo buộc các đơn vị quân sự của Triều Tiên được huấn luyện tại Nga đã được triển khai đến Coss. Theo nguồn tin này, khoảng 12.000 quân nhân Triều Tiên, trong đó có 500 sĩ quan, 3 tướng lĩnh, đã có mặt tại Nga và tham gia huấn luyện tại 5 căn cứ cả Nga và Triều Tiên đều bác bỏ cáo buộc, nhưng mặt khác khẳng định kịch bản đó nếu xảy ra cũng không vi phạm luật pháp quốc tế. Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên phụ trách các vấn đề về Nga Kim Jong-il cho biết ngày 25 tháng 10, nếu thực sự xảy ra điều mà truyền thông quốc tế đang nói đến, tôi nghĩ đó sẽ là hành động tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế. Hạ viện Nga trong tuần này đã thông qua Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện Nga-Triều Tiên. Một trong số các điều khoản của Hiệp ước là hai bên đồng ý hỗ trợ quân sự lẫn nhau trong trường hợp một bên bị tấn công. Báo Dân Chí đưa tin, trong thông báo cập nhật tình hình giao tranh ở Kursk hôm 25 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Moscow đã tấn công vào các nhóm quân nhân và thiết bị của Ukraine ở Kursk, khiến đối phương tổn thất hơn 300 người và 4 binh lính Ukraine đầu hàng trong ngày qua bộ quốc phòng nga tuyên bố quân đội nga đã ngăn chặn nỗ lực của ukraine nhằm đột kích khu vực biên giới ở noviput lực lượng vũ trang nga cũng đẩy lùi ba cuộc phản công của ukraine hướng tới khu định cư alexandria novovanovka và plekovo nhóm tác chiến phía bắc của nga tiếp tục hoạt động tấn công ở Kursk đánh bại các đơn vị ukraine ở các khu định cư darino zelenslyak nikniklin novovanovka và plekovo Máy bay chiến đấu Nga đã tấn công lực lượng dự bị Ukraine ở tỉnh Sumy, khu vực giáp Nga và là nơi kỳ ép triển khai quân qua biên giới vào lãnh thổ Nga. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Kursk, Ukraine đã bắt hơn 26.550 quân nhân, 177 xe tăng, 93 xe chiến đấu bộ binh, 105 xe bọc thép chở quân, 1.003 xe chiến đấu bọc thép. 686 phương tiện, 229 khẩu pháo, 38 hệ thống pháo phóng loạt MLRS, bao gồm 9 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất. Ukraine đã phát động cuộc tấn công xuyên biên giới vào vùng Kursk hôm 6 tháng 8. Ban đầu, Ukraine tuyên bố kiểm soát khoảng 1.300 km vuông lãnh thổ Nga. Nhưng gần đây, lực lượng Kiev phải đối mặt với sức ép ngày càng tăng khi Moscow đưa quân tiếp viện tới Kursk. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Sisky tuyên bố quân đội Ukraine tiếp tục các hoạt động tích cực theo hướng Kursk, phá hủy tiềm năng chiến đấu của đối phương trong tháng thứ ba liên tiếp. Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 25 tháng 10 nói rằng các đơn vị quân đội Ukraine tại Kursk dường như không nhận thức được tình hình nghiêm trọng ở mặt trận này. Ông Putin tuyên bố có tới 2.000 quân Ukraine đã bị bao vây trên lãnh thổ Nga ông chủ điện kremlin nói chúng tôi thấy rằng những người bị bao vây hoàn toàn không nhận thức được rằng họ đang bị bao vây tình báo nga cho rằng năng lực chỉ huy và kiểm soát ổn định của quân đội đối phương đã bị mất tổng thống putin cho rằng lực lượng ukraine đã cố gắng đột phá nhưng không thành công theo ông putin quân đội nga đang đạt được tiến triển trên khắp tiền tuyến xung đột trong khi kiev không đạt được bất kỳ tiến triển nào Ông Putin nhấn mạnh cả Ukraine và các nước phương Tây đều không muốn chấm dứt giao tranh, vì vậy quân đội Nga phải tập trung vào nhiệm vụ. Ukraine đã mở chiến dịch đột kích vào vùng Kursk của Nga từ đầu tháng 8, với mục tiêu buộc Moscow phải chuyển lực lượng từ Donbass về Kursk để bảo vệ lãnh thổ. Tuy nhiên, mục tiêu này của Kiev dường như là không thành công khi Nga vẫn tiếp tục tiến công mạnh ở Donbass trong những tuần qua. Thiếu tướng Abdi Alaudinov, phó tổng cục trưởng tổng cục quân sự chính trị của lực lượng vũ trang Nga, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akmat cũng tuyên bố, Moscow đã giành lại một nửa lãnh thổ ở Kurs mà Ukraine kiểm soát từ ngày 6 tháng 8 tới nay. Theo ông Alaudinov, các cuộc tấn công của Nga ở Kharkov trong thời gian qua đã buộc Ukraine phải rút quân ở nhiều khu vực. Thông tin từ báo tin tức thông tấn xã Việt Nam, theo bản đồ về tình hình xung đột mới nhất, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV có trụ sở tại Mỹ cho biết quân đội Nga đã đạt được những thành quả đáng kể ở Selidove, thị trấn tiền tuyến Donetsk trong những ngày gần đây. Các cảnh quay định vị địa lý từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 10 cho thấy quân đội Nga tiến vào phía đông bắc thị trấn cùng các thành viên của lữ đoàn súng trường cơ giới số 114 của Nga trong khu vực. Bản đồ cho thấy một số thành quả của Moscow trong khu vực từ cả nguồn tin của Ukraine và Nga bao gồm việc kiểm soát các thị trấn Imalivka, Krasnaya và Hrodipka trong tuần này. Blogger quân sự người Nga Tomazos đã đăng tải video trên Telegram cho thấy các binh sĩ thuộc Trung đoàn Súng trường Cơ giới Cơ đỏ 433 trên nóc một tòa nhà, một trong số họ đang cầm cờ Nga. Bài đăng cho biết, đồng thời nói thêm rằng quân đội Nga đang di chuyển về phía Tây bằng hành động quyết đoán, quân đội của chúng tôi đã phá vỡ hàng phòng ngự của lực lượng vũ trang Ukraine ở trung tâm thành phố. Tuy nhiên, kép cho rằng việc Moscow tập trung lực lượng ở Selydove đã gây tổn hại đến nỗ lực tấn công Pokrovsk, trung tâm chiến lược và là mục tiêu hoạt động của Nga tại khu vực mặt trận này. kép cho biết việc Nga tiến vào Selydove cũng như là thị trấn phía nam và phía bắc thị trấn này có thể sớm khiến quân đội Ukraine phải rút lui để tránh bị mắc kẹt. Tuy nhiên giới chức cho rằng ngay cả khi giành được thị trấn này trong những ngày tới, không có nghĩa là Nga sẽ kiểm soát được Pokrovsk. Báo cáo cho biết thêm rằng việc giành quyền kiểm soát Zelidov sẽ khiến lực lượng Nga kiệt sức và lực lượng này sẽ suy yếu nếu được lệnh chuyển hướng về Pokrovsk. Nhà quan sát quân sự Ukraine, Kostyantin Masovets nhận định trên Telegram rằng trong khi một số lượng lớn quân đội Nga cam kết tham gia mặt trận Pokrovsk thì các lực lượng này lại xa lầy trong các cuộc tấn công vào Selidove. Một nhà báo quân sự nổi tiếng của Nga cũng đồng tình với phân tích này đồng thời nói rằng nỗ lực giành Pokrovsk của Moscow đang bị trì hoãn. Trong khi đó vào ngày 24 tháng 10, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết các lực lượng của nước này đã đẩy lùi 38 cuộc tấn công của Nga. Vào mặt trận Pokrovsk và 148 cuộc giao tranh đã diễn ra trong ngày qua. Trong một bài đăng trên Facebook, quân đội Ukraine cho biết tình hình trên chiến trường vẫn còn khó khăn. Đối phương đang tận dụng lợi thế về nhân lực và trang thiết bị để tấn công liên tục vào các vị trí của chúng tôi. Trang tin Ukrainska Pravda dẫn nguồn quân đội Ukraine cho hay quân phòng thủ Ukraine đang kiên trì chống lại áp lực của Nga và gây ra tổn thất đáng kể cho đối phương. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày đưa tin lực lượng Nga đã tấn công các sân bay quân sự của Ukraine và gây thiệt hại cho nhân lực và thiết bị quân sự của đối phương tại 139 khu vực trong ngày qua trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Bộ tuyên bố, máy bay tác chiến, chiến thuật, thiết bị bay không người lái tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh của các nhóm lực lượng Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng sân bay và tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của đối phương tại 139 địa điểm. Theo báo Dân Chí, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu hôm 24 tháng 10 tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh Brics lần thứ 16 tại Kazan, Nga. Mọi người đều mong muốn quyết tâm chấm dứt xung đột Ukraine càng nhanh càng tốt và tốt nhất là bằng các biện pháp hòa bình. Các bạn biết rằng Trung Quốc và Brazil đã đưa ra sáng kiến trong cuộc họp ở New York. Nhà lãnh đạo Nga nói thêm, nhiều nước thành viên Brics bao gồm Ấn Độ, Brazil, Nam Phi, Nga và Trung Quốc ủng hộ đề xuất này và Nga rất biết ơn các đối tác đã tìm cách giải quyết xung đột. Chủ nhân điện Kremlin lưu ý, Ukraine nhiều lần từ chối các cuộc đàm phán hòa bình rất phi lý. Tuần trước, trả lời phỏng vấn báo chí, ông Putin nói, Ả Rập Xê Út có thể sẽ là địa điểm thích hợp cho một hội nghị thượng đỉnh tiềm năng nhằm chấm dứt xung đột Ukraine. Ông nhấn mạnh thêm, bất kỳ giải pháp cuối cùng nào cũng phải dựa trên dự thảo được chuẩn bị trong các cuộc đàm phán mà Kiev đơn phương hủy bỏ ở Istanbul vào mùa xuân năm 2022. Theo ông Putin, phái đoàn Ukraine ban đầu thông qua một dự thảo hiệp ước, trong đó cam kết Ukraine sẽ duy trì trạng thái trung lập và hạn chế quy mô quân đội. Nhưng ký sau đó đột ngột từ bỏ các cuộc đàm phán. Trong khi đó, giới chức Ukraine cho biết họ không tin tưởng Nga và các nhà lãnh đạo phương Tây đã khuyên họ không nên chấp nhận các điều khoản của Moscow. Kể từ đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định rằng hòa bình chỉ có thể đạt được theo các điều kiện của Kiev, bao gồm cả việc khôi phục lãnh thổ Ukraine về biên giới năm 1991. Sau công thức hòa bình, ông Zelensky mới đây đưa ra cái gọi là kế hoạch chiến thắng, cùng các điều khoản khác nhau, trong đó có yêu cầu Ukraine cần được mời gia nhập NATO. Tuy nhiên, Moscow nêu rõ, Nga không bao giờ chấp nhận Ukraine gia nhập NATO dưới bất kỳ hình thức nào. Một số nước phương Tây cũng không ủng hộ việc sớm mời Kiev gia nhập Liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt. Tổng thống Putin tháng trước cho biết, ông tin rằng Ukraine giúp cuộc sẽ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán bởi chiến dịch đột kích vùng biên giới Kursk ở Nga cuối cùng sẽ thất bại. Theo nhà lãnh đạo Nga, sau gần 3 tháng, Ukraine đã mất hơn 26.000 quân cho chiến dịch Kursk sau khi mất 16.000 quân trong cuộc phản công mùa hè năm ngoái. Tuy vậy, ông cũng nhấn mạnh, sẽ tốt hơn nếu ngồi vào bàn đàm phán và tiến hành các cuộc đàm phán này. Xuất phát từ thực tế và tình hình thực tế hơn là trích dẫn những con số này. Trong các bình luận gần đây, giới chức Nga đều khẳng định quan điểm Moscow không từ chối đàm phán, song đàm phán phải dựa trên tình hình thực tế.